Vâng, và tiếp theo đây thì trong cái quá trình chọn lựa rất là kỹ càng thì em sau chiếc Giant X-Cape SL2 màu trắng thì em tiếp tục đánh giá chi tiết một cái chiếc Giant X-Cape SL2 màu đỏ. Và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, em là Kiên. Vâng, như các bác đang nhìn thấy trong khung hình trong đây là cái toàn bộ cái chiếc xe đạp Giant X-Cape SL2 màu đỏ mới về đến cửa hàng em trong ngày 18 tháng 12 2018 hôm nay. Và theo đánh giá thì cái chiếc xe đạp này cũng rất là mới, nó tầm khoảng 95% trên toàn bộ thân xe thì em thấy chỉ có một vài vết xước rất là nhỏ nhẹ, rất là ít. Còn đâu thì độ mới là trên trên 95%, có một vài vết xước rất là ít thôi. Thì cái X-Cape SL2 này thì trong kênh của em thì cũng đã có một vài video rồi. Thì tất cả cái dòng mà touring cao cấp gần như cuối của Giant này thì nó sẽ cấu tạo bằng khung nhôm rất là nhẹ. Và xe này là có size là size S. Size S phù hợp cho những người cao từ 1m58 cho đến 1m68. Gian 2, nhiều bác hỏi là không thấy cái chữ S là 2 ở đâu. Thì cái dòng X-Cape này nó chỉ đề là S, X-Cape SL này. Còn đây là chữ 2, còn đây, nếu ở đây là số 1 thì nó sẽ là X-Cape SL1. Còn đây con xe này nó là X-Cape SL2. Size là size S của hãng Gian. Trên đây là có mã vạch của hãng những cái xe đời mới 2017, 2018, 2016. 2017, 2018 thì nó sẽ có những cái mã QR code này. Về phần yên của chiếc xe thì em đánh giá rất là đẹp. Còn khá là đẹp. Hôm trước mới có mời về mấy con em làm video thì em cũng bán gần hết rồi. Nên là hầu như những cái đợt này thì xe em về rất là đẹp. Vành của chiếc xe là vành 700C. Quả lốp là 700 x 28C. Đây các bác có thể thấy 700 x 28C. Đằng sau của chiếc xe thì vẫn được trang bị một cái bộ chuyển động Shimano líp 8 tầng, líp thả 8 tầng của Shimano này. Và cái bộ đề là Tourlay TX. Bộ đề Tourlay TX này thì nó rất là phổ biến cho những cái dòng touring của Giant và cũng khá là tốt. Xích còn rất mới, nói chung là xe này chín hơn 95% cho nên là rất ít đi từ bàn đạp cho đến các thứ. Đằng trước thì cũng vẫn là gạt đĩa Tourlay TX đồng bộ. Đây như các bác có thể thấy thì trên toàn bộ cái cơ bản của chiếc xe thì không có một vết xước nào gọi là quá là lớn, chỉ những cái vết xước rất là nhẹ. Đây, những cái vết xước rất là nhẹ, cái này thì em chưa đánh Scala. Đánh Scala đi thì khả năng là nó hết luôn. Đây chỉ có một vết xước này, một vết xước đúng bằng sợi tóc thôi. Gần như là mới. Để mua những con này thì không phải lúc nào cũng có, hồi trước em có một con này mà các bác cũng hỏi nhiều quá nên ra là 10 bác hỏi, mười mấy, 15, 20 bác hỏi có mỗi bán mỗi xe bán được cho mỗi bác. Hôm nay lại về tiếp được hai con, một con trắng, một con đỏ. Em review trước con trắng, à con đỏ, xong tí em review con trắng. Càng là càng nhôm, càng nhôm nó có mã vạch của hãng này, vành hai lớp rất là cứng cáp. Nói chung là dòng đời này bên trên tay cầm của chúng ta vẫn là dạng tay bằng touring nguyên bản của hãng, được trang bị phanh dầu Techo và tay bấm xả cho 8 lít đằng sau bên tay phải và hai đĩa, ba đĩa đằng 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 trước ở bên tay trái. Đây là cho cái ba đĩa đằng trước ở bên tay trái, hai bên đều có phanh dầu Techo. Đây là bên phía bên này của chiếc xe rất là đẹp, rất là mới, hầu như không có một vết xước nào. Trời bây giờ đang tối, em phải tí em mang những con sau em mang ra ngõ em quay thôi. Tối lắm. Phanh dầu Techo. Những cái chiếc xe này thì thật sự là không mua được nhiều. Thế các bác con nào quan tâm thì hãy nhắn tin ngay Zalo cho em về để tiến hành lấy, không là em lại bán thì các bác lại phải đợi. Vâng, và em đã đánh giá chi tiết cái cấu tạo của chiếc xe đạp Gian X-Cape SL2 màu đỏ. Nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn tin Zalo cho em
qua số điện thoại 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất nhiều chiếc xe đạp khác và những cái cách hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng, phân biệt đồ nói chung thì các bác quan tâm thì hãy lên Facebook tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chức chuông. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.